Mình cảm thấy được là với kem tản nhiệt kim loại lỏng thì CPU có lúc dao động khoảng dưới 90 độ cơ, trong khi mấy X4 thì lúc nào cũng lên 95 độ và 100 độ. Và rõ ràng chúng ta thể thấy được là sự chênh lệch này sẽ rơi vào khoảng là 100 trừ 80 chẳng bao nhiêu, 10 độ, 10 độ. Ngày xưa mình học chốt toán. Chào mừng anh em đã quay trở lại với số hỏi đáp cùng AZ. Và mình là Minh. Mình là Duy Phạm. Và không để mất thời gian của nhiều anh em nữa thì anh em bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên thôi. Câu hỏi đầu tiên của bạn Minh Cắt Môi. Video về kem tản nhiệt kim loại lỏng bao giờ lên sóng hả anh? Kem tản nhiệt kim loại lỏng à? Lên sóng bây giờ đây. Hôm nay thì không phải là tối thứ 7 và 19 giờ hàng tuần như anh em thường hay nói. Hôm nay sẽ là video mà mình muốn chia sẻ về kem tản nhiệt kim loại lỏng. Và trên channel YouTube Lato Z và cái tab cộng đồng ấy, thì anh em thấy cái status đã khoảng 100 like về chủ đề kem tản nhiệt kim loại lỏng. Và mình nghĩ rất là nhiều anh em quan tâm xem là cách tra kem tản nhiệt kim loại lỏng này, kem tản nhiệt kim loại lỏng là gì này, và hiệu năng có thực sự thần thánh như thiên hạ đồn thổi nếu mà so với cả kem tản nhiệt bình dân như là X4 hay không. Thì ok, trong video này hãy cùng mình tìm hiểu về kem tản nhiệt kim loại lỏng nhé. Bắt đầu thôi. Và các bạn đừng quên có thể tham khảo những mẫu máy tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link mẫu giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và đó là kết thúc cho quảng cáo, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về kem tản nhiệt kim loại lỏng nhé. Và như chính tên gọi của kem tản nhiệt kim loại lỏng thì chúng ta sẽ có những thành phần kim loại cụ thể đây là gallium, indium và tin là ba thành phần chính mà mình biết được. Cùng với đó là cũng chính vì là kim loại đúng không? Thì mình biết kim loại là hay có cái gì? Kim loại thì sẽ có tác dụng dẫn điện này, đúng dẫn rồi. Nhiệt rất là tốt. Nhưng mà dẫn điện thì sẽ phải có một vấn đề là nếu mà bạn tra kem mà bị dây ra bên thì sẽ bị gây chập mạch đúng không? Đúng rồi, chập đấy. Mạch là một vấn đề rất lớn. Và ngoài ra trong những cái thành phần kim loại này có một cái thành phần mình thấy khá là hay là gallium. Gallium á. Hồi bé thầy hóa tôi bảo rằng là gallium này mà tác động với lại cả nhôm ấy thì là mạnh lắm đấy. Thế thì anh em hãy quan tâm này. Nó không phải là một trong những kem tản nhiệt mà các bạn có thể sử dụng được. Tại vì nó sẽ dẫn đến là hỏng ngay lập tức, gần như hỏng ngay lập tức. Còn với những bề mặt như là đồng, tản nhiệt đồng mà chúng ta thấy trên những laptop phổ thông hiện tại thì hoàn toàn ok, nó chỉ bị bạc màu thôi, hoàn toàn không vấn đề gì. Có thể một ví dụ rất đơn giản thôi như là Asus. Ở trên những dòng sản phẩm ROG của hãng thì tất cả những bộ máy đều được trang bị kem tản nhiệt kim loại mà chúng ta hay có ở đây là Thermal Grizzly Conductanor. Đây là một kem tản nhiệt kim loại lỏng rất là nổi tiếng của hãng gấu, hay gọi là kem gấu đúng không? Và ok, như hãng quảng cáo thì hiệu quả của kem tản nhiệt này vượt trội so với những kem tản nhiệt bình thường như là X4. Và tôi có đi tham khảo trên mạng đúng không ạ? Thì độ dẫn nhiệt của kem này lên đến 73W trên MK. Ôi, thế nếu mà X4 này là chỉ là 8,5W thôi. Đúng không? Đúng. Ngoài ra thì tôi tham khảo cũng hãng này nhưng mà là kem gấu bình thường thì là 12W thôi. 70 so với 8 với cả 12. Đúng. Khác nhau đúng không? Mà rất cao luôn đấy. Mà con G5 này ở đâu ra đấy? Không lấy từ đâu ra đấy? Con G5 này tôi mới mua. Ông mới đi làm 8 à? Tôi giàu mà. Tôi mua G5 này còn thừa tiền để mua hẳn một cái quạt để mà tản nhiệt cho nó đấy. Thế à? Thế tại sao ông lại cần tản nhiệt? Con nóng lắm không? Nóng, rắn trứng được cơ mà. Thế à? Vệ sinh máy chưa? Tôi vệ sinh hết rồi nhưng mà nó vẫn nóng. Ở ngoài hàng người ta hay dùng kem này đúng không? Mấy đúng, chuẩn rồi đấy. Thế à? Nhưng mà hôm nay mình giới thiệu cho anh em kem tản nhiệt kim loại lỏng mà. Hay là mình thử dùng cái này ở trên con G5 này luôn đi. Được. Thì để trước khi mà mình sử dụng kem tản nhiệt này thì mình sẽ thử tra X4 trên chiếc máy này đã. Và ngồi test game để xem là hiệu năng của chiếc máy này với X4 ra sao. Và sau đó mình sẽ tra kem tản nhiệt Conductanor này với chiếc máy này để xem hiệu năng thực tế của chiếc máy này ra sao nhé. Ok, vậy thì hãy cùng mình tra kem tản nhiệt X4 thôi. Let's go. Và đầu tiên thì mình sẽ mở máy ra tra kem tản nhiệt X4. Sau đó ngồi chơi game để xem là hiệu năng và tản nhiệt của chiếc Dell G5 5590 này ra sao. Và sau khi tra kem tản nhiệt X4 thì mình sẽ test với tựa game là UMOZ ở setting Ultra. Anh em thì thấy là mình đang ở setting thôi mà nhiệt độ đã lên với 99 độ rồi. Và bây giờ test thử xem là hiệu năng trên máy này ra sao nhá. Ok, và như anh em thì thấy là 100 độ. Quá dữ dàng luôn. CPU đang hoạt động mức rất là cao, mặc dù là mình vừa mới tra kem tản nhiệt X4 luôn. Và bây giờ thì mình sẽ thử benchmark với tựa game UMOZ này. Ok. Yep, anh em có thể thấy không? Là CPU đã có hiện tượng throttling, hiện tượng tụt xung nhiệt xảy ra để giúp cho máy có nhiệt độ tốt nhất. Nhưng mà nhiệt độ của CPU thì vẫn là 98 độ. Wow.
Và kết thúc bài benchmark thì đây là số điểm và FPS mà kem MX4 cho ra. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tra kem tản nhiệt Thermal Greasy Conductor Long hay là kem tản nhiệt kim loại lỏng để xem lại hiệu năng và về nhiệt độ của chiếc G5590 này có được sự cải thiện không nhé. Ok. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tra kem tản nhiệt kim loại lỏng trên chiếc máy này. Đầu tiên thì chúng ta cần làm đương nhiên rồi là lau kem tản nhiệt cũ đi. Ở đây là MX4. Và bây giờ mình sẽ nhỏ ít kim lên CPU và card đồ họa. Sau đó là thoa kem đều ở giữa CPU và card đồ họa. Đặc biệt anh em cần lưu ý là tránh để dây ra ngoài. Đặc biệt là nếu dây ra ngoài sẽ gây hỏng main và cháy main. Ở đó là chúng ta sẽ phải tra thêm ở trên tản đồng nữa, thoa thật đều. Và đặc biệt anh em có thể dán thêm băng dính ở bốn cạnh CPU và card đồ họa để giúp cho sự an toàn này là tuyệt đối. Còn nếu anh em không phải một chuyên gia hay là có kinh nghiệm thì có thể mang ra ngoài cửa hàng hay các đại lý như là laptop AZ để tra kem tản nhiệt nhé. Và sau khi mình tra kem tản nhiệt kim loại lỏng xong thì mình sẽ tiếp tục vào với tựa game Bungo Z cùng một setting như lúc nãy mình để, mình không có thay đổi gì cả. Anh em thấy là mình mới vào game thôi mà CPU đang ở khoảng 83-85 độ, mà lúc nãy thì lúc nào cũng là 90 độ với cả 100 độ đúng không? Và bây giờ mình sẽ cho chạy benchmark y như lúc nãy để xem là nhiệt độ của chiếc CPU này hoạt động ra sao nhé. Chiếc Dell G5590 này mình hy vọng là tản nhiệt sẽ được cải thiện hơn so với cả trước đây. Nhưng anh em thì thấy là nhiệt độ của CPU đang hoạt động mức khá là ok đấy, khoảng 75 độ, cùng với đó là xung nhiệt được thay đổi liên tục và đang giữ rất là cao, khoảng 3.9. Và chưa có hiện tượng throttling xảy ra, đấy, đang có hiện tượng throttling rồi. Nhưng nhiệt độ có thể thấy anh em có thể thấy là cải thiện hơn không? Lúc nãy là 100 độ, còn bây giờ là khoảng 85 cho đến 90 độ thôi. Quá là ngon. Và ok, mình sẽ chờ máy chạy benchmark đến hết để mình nhận xét sau nhé. Và đây là kết quả của bài benchmark. Anh em có thể tự nhìn thấy về kết quả. Về CPU mình có thể đánh giá là giảm được khoảng từ 5 cho đến 10 độ C. Và đặc biệt là hiện tượng throttling hay hiện tượng hạ xung nhịp là thường gì rất là ít xảy ra ở chiếc máy này. Nếu mà so với cả MX4 thì kem tản nhiệt MX4 lúc nào CPU đạt mức 100 độ đúng không? Hơi là đáng tiếc. Nhưng nói chung là anh em có thể thấy rõ ràng về sự hiệu quả của chiếc máy này. Và đó là hiệu năng thực tế của kem tản nhiệt kim loại lỏng. Và mình muốn so sánh trực tiếp giữa MX4 và kem tản nhiệt này một cách thực tế nhất. Mình sẽ chia đôi màn hình ra để anh em thấy được cùng một bài test benchmark là của Bungo Z. Anh em có thể thấy là về nhiệt độ và về xung nhiệt của CPU khác nhau ra sao. Mình cảm thấy được là với kem tản nhiệt kim loại lỏng thì CPU có lúc dao động khoảng dưới 90 độ cơ, trong khi MX4 thì lúc nào cũng lên 95 độ và 100 độ. Và rõ ràng chúng ta thể thấy được là sự chênh lệch này sẽ rơi vào khoảng là 100 trừ 80 chẳng bao nhiêu, là 10 độ. Ngày xưa mình học số toán. Nói chung là có thể thấy được là hiệu năng thực sự của kem tản nhiệt là rõ ràng có thể thấy được, vừa giúp cho máy có hiệu năng cao hơn, ít bị hiện tượng throttling của CPU xảy ra và giảm đi 10 độ. Quá ngon. Với Dell G5590 có thể nói đây là một trong những cách để trị cho cái bệnh nóng của chiếc máy này, một chiếc bệnh nóng và bệnh nóng thâm niên luôn. Và rất nhiều anh em cũng sẽ theo mình đánh giá, nếu mà anh em cần phải lưu ý này là nếu anh em không có kinh nghiệm tra kem tản nhiệt này và không biết mình đang làm được cái gì, và đặc biệt là nếu anh em mà muốn an toàn nhất thì hãy ra những cái đại lý có kinh nghiệm, ví dụ như Laptop AZ cũng có thể tra kem tản nhiệt này cho các bạn với mức giá là khoảng theo mình là 200-300 nghìn. Cái mức giá này có lẽ là anh em liên hệ với cửa hàng thì sẽ có mức giá chính xác nhất nhé.
Và nói chung là mức giá để tra kem tản nhiệt này thì theo mình cũng là một mức giá khá là cao nếu so với X4. Hôm trước mình đi tra kem X4 là mất bao tiền mình? Rẻ phết đấy ông ạ, không đến cái mức 200-300 gì đâu. Chỉ 100 thôi đúng không? Nhưng mà theo như mình nghĩ, khi mà anh em đã đầu tư ra một số tiền khoảng 20-30 triệu để mà mua một chiếc máy, thì với việc là tra kem tản nhiệt chỉ tầm khoảng 200-300 nghìn thì hoàn toàn là xứng đáng. Vì việc mà tra kem tản nhiệt này rất là tốt cho chiếc máy của anh em. Nếu như mà anh em để chiếc máy quá nóng, ví dụ như là 100 độ chẳng hạn, mà chạy trong một khoảng thời gian rất là dài thì rất là nhanh máy của anh em sẽ bị tã và rất là dễ hỏng. Tã có thể gọi là máy bị xuống cấp, đó là cái ngôn ngữ mà chúng ta hay nói với nhau. Nói chung là về kem tản nhiệt kim loại lỏng này, chúng ta cần phải lưu ý những cái ưu điểm như sau. Hiệu suất cực kỳ cao, mình đánh giá hiệu suất rất là cao nếu mà so với cả kem tản nhiệt X4. Cùng với đó là về gì nhỉ, hiệu suất của máy thì nói chung đấy là cái điểm duy nhất trên thế này rồi. Mà những nhược điểm như sau, đầu tiên là các bạn cần phải ra những cái đại lý này uy tín này, hoặc là tự tra kem tản nhiệt ở nhà thì phải trang bị cả kiến thức và cẩn thận khi mà sử dụng. Cùng với đó, cái nhược điểm thứ hai sẽ là không thể dùng được trên tản nhiệt nhôm, và sau một thời gian rất dài về sau ấy thì tản nhiệt nhôm của bạn thì sẽ, xin lỗi bạn, là tản nhiệt đồng của bạn sẽ hơi bị mất màu thôi, chứ không có bị ảnh hưởng gì về oxy hóa hay những cái yếu tố khác nhá, nó chỉ bị xỉn màu nhẹ nhẹ thôi, không vấn đề gì đâu. Nói chung là kem tản nhiệt kim loại lỏng này có rất nhiều những cái điểm thú vị, đặc biệt hiệu suất quá cao, quá vượt trội và giúp cho những chiếc máy của bạn từ 100 độ trở về dưới mức mới an toàn là dưới 90 độ, theo mình là cũng rất ok rồi. À, và có một điểm mà các bạn cần lưu ý nữa, đó chính là về thời gian thay kem tản nhiệt. Thì tùy theo mức độ sử dụng của các bạn, nếu như các bạn sử dụng nhiều thì sẽ thời gian thay kem tản nhiệt thì sẽ tầm khoảng là 6 tháng. Còn nếu như mà bạn sử dụng với cường độ ít hơn thì mình nghĩ là sẽ tầm khoảng 1 năm. Và các bạn nhớ là phải thay kem tản nhiệt đúng định kỳ đấy. Bởi vì nếu như mà kem tản nhiệt này mà bị khô ấy, bị hết, thì nó sẽ khiến cho việc là CPU nó sẽ bị dính vào miếng tản nhiệt. Và nếu không bị dính mà dính tản nhiệt thì cũng rất là khó để lau đi. Thế nên là theo mình đánh giá là bạn sẽ phải thay kem rất là đúng định kỳ nhá, khoảng 6 tháng cho đến 1 năm, đừng để quá lâu. Và đó tất cả những gì về kem tản nhiệt kim loại lỏng. Quá ngon đúng không? Và anh em đừng quên có thể tham khảo những việc tra kem tản nhiệt kim loại lỏng này tại cửa hàng laptop AZ. Cùng với đó là mã giảm giá AZ300 khi anh em mua những chiếc Dell G5590 như mình ở đây. Với mã giảm giá AZ300, các bạn sẽ được giảm giá 300 nghìn trực tiếp khi mua những chiếc máy này hoặc bất kỳ một chiếc laptop nào tại cửa hàng laptop AZ. Và về chi tiết chương trình giảm giá và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và bây giờ thì xin chào anh em, hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel để bọn mình có thêm động lực và những nội dung hay nữa để gửi tới anh em nhé. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.